Thưa quý vị, sáng nay trong khuôn khổ lễ hội trái cây Long Khánh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức lễ xuất khẩu sầu riêng năm 2023. Đây là chuyến hàng sầu riêng xuất khẩu đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh; và ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sầu riêng là một trong 24 cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Nai. Hiện diện tích cây trồng này của tỉnh đang đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ tư cả nước với trên 11.300 hectare. Trong lần xuất khẩu này có 6 doanh nghiệp tham gia với số lượng 20 container tương đương 360 tấn sầu riêng, gồm giống Dona R6 được thu hoạch từ các vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Năm nay, diện tích thu hoạch sầu riêng của Đồng Nai là trên 6.500 hectare và sản lượng đạt khoảng 69.000 tấn. Hiện nay thì các cái vườn sầu riêng được nông dân tập trung sản xuất và các cái cơ quan quản lý nhà nước tổ chức xây dựng các cái mã số vùng trồng rồi xây dựng các cái nhà đóng gói đảm bảo theo yêu cầu của các cái nhà tiêu thụ sản phẩm, và qua quá trình thương lượng thương thảo với đối tác, đặc biệt là ở Trung Quốc, thì đến thời điểm này thì các cái yêu cầu của đối tác Đồng Nai đã đáp ứng được. Đồng Nai hiện đang có nhiều tiềm năng và lợi thế để xuất khẩu sau khi Trung Quốc và Việt Nam ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu. Quả sầu riêng tươi phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc cũng như yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Hiện tại thì trái sầu riêng của Việt Nam đã được quan tâm, chăm sóc về mặt kỹ thuật rất là chu đáo và rất tốt, cho nên là chất lượng của sầu riêng Việt Nam hiện rất ngon. Bà con nông dân mình nếu làm theo cái vấn đề chính ngạch thì nó cũng không có gì khó khăn. Vì cái quy trình thì đúng ra mình cũng làm sầu riêng, ai cũng muốn trúng hết. Thành thử ra là mình làm theo cái khoa học cũng cộng với là cái sự kinh nghiệm của bà con nông dân để mình tạo cái điều kiện để mình làm những cái trái sầu riêng nó sạch đẹp vừa trong gia đình mình ăn sử dụng và cả ở ngoài. Hiện nay toàn tỉnh Đồng Nai có 140 vùng trồng đã được cấp mã số và 82 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, New Zealand. Riêng thị trường Trung Quốc có 103 vùng trồng, trong đó có 11 vùng trồng sầu riêng với diện tích 820 hectare. Dự kiến trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất khẩu 20.000 tấn sầu riêng từ 11 vùng trồng này.